chuẩn bị nói cho mà nghe. Cái thằng Ngô Kiên Huy á, nó làm MC mà nói dở như hạch vậy. Trời ơi, sao cô? Cô à, cô trending quá vậy cô? Mới vô câu đầu để Mỹ nói cho bà nghe là dính liền. Chết rồi, trời sao cái thằng em quy nó dư hạt. Con muốn làm trai thẳng thì con phải thiệt là thẳng vậy nè. Còn con muốn làm trai công thì con phải thiệt là công như vậy nè. Chứ mày đừng có lấp lửng cái kiểu 50-50 gì đâu. Trời duyên dáng quá à. Cô xin lỗi con. Trời ơi, sao dễ thương dữ vậy trời. Dạ. 3, 2, 1. Thời gian 60 giây bắt đầu. Mọi vật ở trên đời này cái gì nó cũng thay đổi theo thời gian á. Nước ở dưới sông cũng có khi đầy khi cạn. Trăng ở trên trời cũng có khi mờ khi tỏ. Vật giá thị trường thì cũng có khi tăng khi giảm. Xăng bữa nay nó lên tới 25.000 một lít nữa nha. Kinh khủng chưa? Vậy á, mà sáu mùa thách thức tranh hài rồi. Mùa nào Ngô Kiến Huy cũng nói có một câu không hề thay đổi. Các bạn có 60 giây để chiến thắng hai danh hài. Nếu thắng vòng 1 các bạn sẽ được 2 triệu. Có 2 triệu đồng bạc mà nó đối hoài, nó không tăng trên một lần nào. Dạ, 2 triệu duyên. Phải thán phục cô là cô gieo, hay. Cuộc đời mà, nước dưới sông có lúc cạn lúc đầy, trăng trên trời có lúc mờ lúc tỏ. Mà đó, nói giá lúc câu... lên lúc xuống. Đó, xăng bữa nay 25 mà thằng Ngô Kiến Huy 6 mùa nó vẫn nó cầu 2 triệu đồng. Mà không ai lấy được. Hay quá. Hay quá. Với cái lứa tuổi của cô mà cô sắp xếp văn chữ và nói mà có sự thu hút người nghe là quá đỉnh cao. Trăng ở trên trời cũng có khi mờ khi tỏ. Vật giá thị trường thì cũng có khi tăng khi giảm. Xăng bữa nay nó lên tới 25.000 một lít rồi nha, kinh khủng chưa? Vậy á, mà sáu mùa thách thức tranh hài rồi. Mùa nào Ngô Kiến Huy cũng nói có một câu không hề thay đổi. Các bạn có 60 giây để chiến thắng hai danh hài. Nếu thắng vòng 1 các bạn sẽ được 2 triệu. Có 2 triệu đồng bạc mà nó đối hoài. Cái thần thái nó quan trọng cô ạ. À. À, cái văn nó tốt là một chuyện. Có nhiều người văn tốt lắm nhưng mà họ nói á, nó khác với họ viết. Viết thì hay lắm, nhiều khi ra nói cái nó bị trôi tuột. Cô nói con nghe từng chữ mà con muốn nghe, thành thử ra là nên cái ý của nó là cười liền luôn á. Hay quá ta. Còn giờ trước thi vòng 2. À, chú quay phim ơi, tắt máy cho tôi uống miếng nước. Dạ không, cứ uống luôn, không cần tắt máy. À, mời hai em uống nước đi, nước ai đi uống. Dạ. Con trai uống chứ. Dạ, chúng mình còn uống cô. Dạ. Nước ai đi uống nha. Dạ, nước ai uống. Hay quá, con mê cô quá cô ơi. Không, công nhận mùa này trở lại lợi hại hơn mùa trước. Lợi hại, bình dạ. Tĩnh, nhẹ nhàng. Cho cô bắt đầu nha em. Dạ rồi, thời gian 60 giây bắt đầu. Để Mỹ nói cho mà nghe. Cái thằng Ngô Kiên Huy á, nó làm MC mà nói dở như hạch vậy. Trời ơi, sao cô? Cô à, cô trending quá vậy cô? Mới vô câu đầu để Mỹ nói cho bà nghe là dính liền. Chết rồi, trời sao cái thằng em Quy nó dư hạt. Mà vấn đề là vậy nè, quý vị thấy không, nó không có gì đặc biệt. Chỉ là cái chân thật một cái là dính liền. Trời ơi, mà cô, tại vì cô nói cái đó nó đúng cô. Năm ngoái là em chỉ đếm cho cô thôi, thôi năm nay em lên dĩa cũng hơi bị nhiều. Cô dễ thương quá. Mà cô chê cái chân thành thì sao? Vòng 3. Mười triệu rồi cô, chơi tiếp ha. Duyên dáng quá cô ơi, duyên dáng. Nếu như cô sắp nói những điều cô nghĩ là cô thì chết luôn á, đang nghĩ cái điều này. Không, bình tĩnh. Thời gian 60 giây bắt đầu. Mày làm MC thì mày cũng phải mà cố gắng cập nhật tình hình thế giới, cập nhật tình hình
chứ có đâu mà mày lạc hậu quá vậy, mày không nghe người ta nói sao? Khoai lang quá lứa, khoai lang sùng, lấy nhầm cái thằng là lạc hậu á, chẳng thà lấy cái thằng khùng mà sướng hơn. Cô nói cho con nghe nè, con là thanh niên trẻ khỏe, con khỏe học, cái tính dứt khoát, cái chuyện nào ra chuyện đó. Thí dụ con muốn làm trai thẳng thì con phải thiệt là thẳng vậy nè, còn con muốn làm trai công thì con phải thiệt là công như vậy nè, chứ mày đừng có lấp lửng cái kiểu 50-50 gì đâu. Có vụ lách lửng 50-50 nữa. Trời ơi, duyên dáng quá à. Cô xin lỗi con. Trời ơi, thương quá. Trời ơi. Trời sao dễ thương dữ vậy trời. Dạ. À, thì ra quy định 50-50. Cô ơi, cô nói thiệt nha, con nghĩ là bạn Thiên Thanh gì đó. Ý, bạn... Thiên Ân. Bạn, dạ. Bạn Thiên Ân bên Nhật chắc là phải hạnh diện vì cô nói thiệt. Ông sếp, ông nói gì là đúng đó. Tại vì thật sự là cô có tài năng thiệt. Đây à, đáng yêu quá à. Xin chào anh Thiên Ân. Dạ. Sếp Thiên Ân. Đây là chương trình viên của tôi. Xin gửi các ban lãnh đạo bên công ty của anh Thiên Ân đang làm. Thì chúng tôi hy vọng với cái sự vui và sự hãnh diện của cô thì mong ban lãnh đạo lên lương cho anh Thiên Ân. Mấy vòng người ta? Dạ, ba vòng rồi. Là 20 rồi. Dạ, 20 triệu rồi. Cô ơi, con mong cô vòng tiếp theo là làm cho tụi con cười để em gì mình vào gala mình gặp nhau nữa. Dạ. Cô ơi. Dạ. Cuộc đời, sự nghiệp, giới tính của con. Cô đi đâu? Nói nhiều quá là tao biết mày 50-50 rồi. Mày nói mạnh mẽ lên với hai người trên này nè. Dạ. Trời ơi, cô ơi, duyên quá. Cô rất là nhạy bén luôn á. Trời ơi, cô nhạy bén khủng khiếp lắm. Cái đầu cô catch vấn đề rất là tỉ mỉ. Có nghĩa là cái đúng cái point, cái điểm mà cần bóc là cô bóc nó ra ngay. Thứ nhất là nhạy bén về cái suy nghĩ, và thứ hai là cái voice cô đưa ra là dính vô ngay cái vấn đề và ngay cái âm á. Cái người Nam Bộ chân thật, cái cách phát âm của cô giọng Nam Bộ nghe hay lắm. Tôi uống nước kìa, uống nước. Uống nước ai kìa đó uống. Nước ai kìa đó uống. Không thủy là có nước có tiền mày ơi. Cô ơi. Khoan, để cho cô nói thêm dạ, một tí dạ. nữa. Cho cô nói đi. Tại cô tên Thiên Thanh, còn kia là tên Trấn Thành. Nó cũng khác nhau với Quyền à. Nhưng dạ, mà đúng. Cái tánh ấy thì nó giống nhau. Người nào cũng thích nói nhiều. Không nói chuyện không có nổi. Dạ. Không nói chuyện không có nổi. Nhưng mà mình nói nhiều mà mình có duyên. Đúng rồi. Dạ. Cô hơn mấy đứa 50-50. Cái đúng ra tới ngày 29 tháng 9 vừa rồi là ngày đám cưới của con cô. Cô mới đi thi thách thức danh hài. Cô tính rằng người ta cưới vợ cho con, người ta để tài sản, thí dụ như là để một miếng đất, một cái nhà, hoặc là một cái công ty, hoặc là một cái xe ô tô. Còn cô thì nuôi con cực khổ quá, hiện giờ cô cũng không có nhà ở nữa. Cô ở nhà của má cô, thì cô không có nhà của cô. Hai mẹ con chưa có nhà. Cô không có cái gì để lại cho con cô hết. Thành ra cô đi thi thách thức danh hài thêm một lần nữa. Cô mong rằng cô sẽ đậu, cô sẽ được có cái thành công lớn. Để đó là món quà, cái sự thành công của cô là món quà để cho cô dâu chú rể làm quà cưới. Cô ơi là cô. Cô nuôi cho anh Thiên Ân á, ăn học bao giờ là qua nước ngoài làm duy nhất là người Việt trong công ty, là quá hãnh diện, là sự thành công của cô rồi. Và bà ngoại vẫn còn hả cô hả? Dạ, má cô còn. Má cô 90 tuổi với một cô còn một thằng em 50 tuổi nó bị bệnh đau. Hiện giờ cô đang ở nhà để chăm sóc cho hai bây người. Bây giờ cô ráng thắng mà vô đêm gala, vô 5 vòng đi. Con đi tiền đám cưới con cô 10 triệu đó. Bây giờ cô thi thêm vòng nữa nha. Thì chứ, thì bây giờ là thì chứ. Khoan, cô đang run quá.
Các khán giả ơi, cảm ơn cho ông Hoàng Bá Ba. Tôi vui lấy tinh thần. Vậy nè cô, nó phải y như nãy giờ, đừng đau to búa lớn, đừng cứ bình tĩnh nhẹ nhàng thoải mái gì, nó vui lắm. Không cần gì phải à, cô bình tĩnh, cô cứ nhẹ nhàng y như vậy đó. Dạ. Ê, hình như cái ly nước có bùa dĩa chổng hay gì á.